các bạn hãy xem nội dung mô tả video để biết thêm chi tiết. Hà Anh Tuấn là một trong ba khách mời đặc biệt tham gia live show chi âm của Mỹ Tâm. Anh không ngần ngại nắm chặt tay họa mi tóc nâu khi cùng tiến ra sân khấu. Hà Anh Tuấn là một trong ba khách mời đặc biệt tham gia live show chi âm của Mỹ Tâm. Anh không ngần ngại nắm chặt tay họa mi tóc nâu khi cùng tiến ra sân khấu. Mỹ Tâm và Hà Anh Tuấn song ca nhạc phẩm đúng cũng thành sai. Mỹ Tâm và Hà Anh Tuấn xong ca nhạc phẩm đúng cũng thành sai. Hà Anh Tuấn bảo anh đến từ sớm, đứng bên trong hậu trường lắng nghe âm nhạc của Mỹ Tâm và tiếng hò gieo từ khán giả. Anh thấy hạnh phúc cho Mỹ Tâm khi là ca sĩ được đông đảo khán giả nhiều thế hệ yêu mến. Họ cũng hẹn nhau có thể tái ngộ trong live show 20 năm của Mỹ Tâm khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát an toàn. Hà Anh Tuấn bảo anh đến từ sớm, đứng bên trong hậu trường lắng nghe âm nhạc của Mỹ Tâm và tiếng hò gieo từ khán giả. Anh thấy hạnh phúc cho Mỹ Tâm khi là ca sĩ được đông đảo khán giả nhiều thế hệ yêu mến. Họ cũng hẹn nhau có thể tái ngộ trong live show 20 năm của Mỹ Tâm khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát an toàn. Hà Anh Tuấn ông Mỹ Tâm đầy tình cảm trước khi nói lời tạm biệt. Tuấn thay mặt tất cả các khán giả ở đây ông Tâm thật chặt. Thực sự để làm một đêm nhạc tuyệt vời như thế này, Tuấn nghĩ người vất vả nhất và những giọt mồ hôi mặn nhất đó chính là của Mỹ Tâm, nam ca sĩ bày tỏ. Hà Anh Tuấn ôm Mỹ Tâm đầy tình cảm trước khi nói lời tạm biệt. Tuấn thay mặt tất cả các khán giả ở đây ôm tâm thật chặt. Thực sự để làm một đêm nhạc tuyệt vời như thế này, Tuấn nghĩ người vất vả nhất và những giọt mồ hôi mặn nhất đó chính là của Mỹ Tâm, nam ca sĩ bày tỏ. Phan Mạnh Quỳnh sắp xếp thời gian sau hôn lễ để tham gia sâu của đàn chị thân thiết anh cùng Mỹ Tâm hát bài chuyện buồn. Phan Mạnh Quỳnh sắp xếp thời gian sau hôn lễ để tham gia sâu của đàn chị thân thiết. Anh cùng Mỹ Tâm hát bài chuyện buồn. Mỹ Tâm ngượng ngùng bên Phan Mạnh Quỳnh bởi anh tìm được bến đổ hôn nhân, còn cô vẫn lẻ bóng. Chúc em và bà xã Khánh Vi một nghìn năm hạnh phúc nhé, cô nhắn nhủ. Mỹ Tâm ngượng ngùng bên Phan Mạnh Quỳnh bởi anh tìm được bến đổ hôn nhân, còn cô vẫn lẻ bóng chúc em và bà xã Khánh Vi một nghìn năm hạnh phúc nhé, cô nhắn nhủ. Wow thừa nhận dung dẫy, thậm chí hát quên lời trong tiết mục lớp diêu to theo muôn cùng Mỹ Tâm. Wow thừa nhận dung dẫy, thậm chí hát quên lời trong tiết mục lớp diêu to the muôn cùng Mỹ Tâm. Mỹ Tâm quý wow ở sự hiền lành, chân chất hoàn toàn khác biệt với vẻ ngoài cá tính của một giáp thơ. Ngược lại, wow yêu thích tính cách phóng khoáng và nụ cười đặc trưng của họa mi tóc nâu. Anh còn chuẩn bị một mảnh giấy hình trái tim để bày tỏ tình cảm với Mỹ Tâm. Mỹ Tâm quý wow ở sự hiền lành, chân chất hoàn toàn khác biệt với vẻ ngoài cá tính của một giáp thơ. Ngược lại, wow yêu thích tính cách phóng khoáng và nụ cười đặc trưng của họa mi tóc nâu. Anh còn chuẩn bị một mảnh giấy hình trái tim để bày tỏ tình cảm với Mỹ Tâm. Nam Giáp Thơ mang đến ca khúc mới nhất mang tên bén tặng khán giả. Nam Giáp Thơ mang đến ca khúc mới nhất mang tên bén tặng khán giả. Quan Dũng vừa từ Hội An trở về liền đến theo dõi, ủng hộ Mỹ Tâm. Quan Dũng vừa từ Hội An trở về liền đến theo dõi, ủng hộ Mỹ Tâm. Nam ca sĩ lên sân khấu tặng hoa chúc mừng chủ nhân Lai Xô Nam ca sĩ lên sân khấu tặng hoa chúc mừng chủ nhân Lai Xô Vợ chồng Đông Nhi, ông Cao Thắng, Đỗ Hoàng Dương hò gieo nhiệt tình suốt chương trình. Vợ chồng Đông Nhi, ông Cao Thắng, Đỗ Hoàng Dương hò gieo nhiệt tình suốt chương trình. Anh Tuấn, Mai Sơn Gia yeah Biêu.